Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. $6 của mẹ. Anh là ông chủ của một công ty lớn nổi tiếng. Công việc bận rộn nên cũng hiếm khi về nhà ăn cơm. Bữa đó anh tiện đường ghé về nhà và biết rằng mẹ sắp ra ngoài mua đồ ăn. Anh nghĩ mẹ đi chợ chắc cũng chỉ mất 10 phút nên ngỏ ý muốn đi cùng. Anh đang tính rút điện thoại ra gọi taxi thì mẹ ngăn lại. Đi xe buýt có thể tiết kiệm được $2 đó con. Cả lượt về nữa sẽ giảm được $4. Thêm nữa, trứng ở đó khá rẻ, mua một hộp sẽ rẻ được $2. Như thế, chuyến đi có thể tiết kiệm được $6. Nghe mẹ hào hứng phân tích, anh mỉm cười đồng ý. Hai mẹ con cùng nhau đi xe buýt để mua đồ. Sau khi mua sắm xong, người mẹ nhẹ nhàng nói: "Mẹ con mình ngồi ở đây đợi nha, 1 giờ sau mới có chuyến xe buýt kế tiếp con ạ." Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy khó chịu. Để tiết kiệm $6 của mẹ, anh đã mất đến 4 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, nếu ngồi ở công ty, anh có thể kiếm đến $10,000. Anh cố gắng nén cảm giác bực bội xuống, cố tỏ ra vui vẻ với mẹ. Dù sao cũng là anh tình nguyện muốn đi theo bà. Cuối cùng chuyến xe cũng đưa hai mẹ con anh tới bến gần nhà. Xuống xe, anh thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị bước chân về thì mẹ anh ngăn lại, nói muốn mua một trái dưa hấu. Về tới nhà, bà lấy trái dưa ra bổ. Anh nhanh tay cầm lấy một miếng đưa lên miệng ăn ngấu nghiến. Cả buổi đi cùng mẹ, anh vẫn chưa được uống ngụm nước nào. Đang ăn dưa ngon lành, anh bỗng vô tình ngước nhìn mẹ và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của mẹ năm nào. Khóe mắt còn ướt ướt. Anh chợt nhớ lại lúc còn nhỏ. Nhà rất nghèo. Vì thích ăn dưa hấu nên anh thường nhân lúc trời nhá nhem tối lén đi lượm vỏ dưa hấu người khác bỏ đi, rồi đem ra sông rửa, ăn nốt phần thịt dưa đỏ đỏ còn sót lại. Khi mẹ biết được chuyện này, bà đã thức 3 đêm để bệnh dài rơm đem bán kiếm tiền mua dưa hấu về cho anh ăn. Anh nuốt miếng dưa trong miệng, chợt hiểu ra hành động của mẹ. Cả đời mẹ làm việc chăm chỉ và sống tiết kiệm để nuôi anh ăn học. Bà đã quen sống như thế rồi. Với bà, tiết kiệm cũng chính là một niềm vui. Nghĩ tới đây, anh gạt vội nước mắt và cố gắng nở nụ cười thiệt tươi với mẹ. Cũng may khi nãy, anh đã không nổi nóng với mẹ. Đối với anh, $6 chỉ là tiền lẻ. Nhưng với mẹ, đó là một niềm hạnh phúc lớn. Và điều đó còn đáng giá hơn cả $10,000 mà anh kiếm được.